Sau thời gian trầm lắng kéo dài, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung, thành phố Hưng Yên nói riêng gần đây bắt đầu ấm lên. Thậm chí giá đất nhiều nơi đã tăng nóng một cách nhanh chóng. Tại 3 phiên đấu giá đất trên địa bàn thành phố từ tháng 8 trở lại đây, giá khởi điểm đưa ra từ hơn 16 triệu đến 20 triệu đồng một mét vuông. Song giá chúng đều tăng từ 30 đến 50%, thậm chí có những suất giá chúng cao gấp đôi giá khởi điểm. Nhiều người đặt ra câu hỏi, có hay không tình trạng tăng ảo giá bất động sản trên địa bàn thành phố Hưng Yên và việc sốt đất thành phố có thể gây ra những hệ lụy gì? Trong hai phiên đấu giá hồi tháng 9 vừa qua, công ty bất động sản Thiên Việt Á trúng 5 lô đất đấu giá tại khu Vivan, xã Liên Phương với giá trúng khá cao. Ngay sau đó, các lô đất này đã được lướt sóng sang tay cho các nhà đầu tư ngoại tỉnh với giá chênh lệch từ 150 đến 300 triệu đồng một lô đất. Ở tại khu dân cư Vivan có suất gốc để chúng tôi đấu với giá là 52 triệu mấy trăm một mét vuông. Chúng tôi trúng vì là rất suất gốc của nó là suất dạng đất hiếm nên chúng tôi mua một cái giá là bằng được. Nhà đầu tư ở Bắc Linh cũng quan tâm ra đàm phán với chúng tôi là mua cái kênh giá là giao dịch là 300 triệu. Còn các lô 38 triệu 900 chúng tôi đã kênh được 150 triệu với 200 triệu là thực tế. Năm 2023, xã Phương Triều đấu giá 84 suất đất. Các suất đất có giá khởi điểm trung bình từ 10 đến 13 triệu đồng một mét vuông, giá chúng cao hơn giá khởi điểm từ 30 đến 40%. Tuy nhiên trong đợt đấu giá cuối tháng 9 vừa qua, các suất chúng đấu giá chỉ từ 1,1 đến 1,3 tỷ năm 2023, nay đã lên 2,6 tỷ một suất ở cùng vị trí tương đương. Ngay những cán bộ thôn xã cũng thừa nhận giá đất chúng đấu tăng cao so với mặt bằng chung. Nó rơi vào khoảng độ sấp xỉ 30 triệu mét vuông, cũng rất là cao. Chưa bao giờ mà nó cao đến như vậy. Chính những người dân của Phương Triều cũng mua hồ sơ, cũng nộp tiền đặt cọc, cũng tham gia đấu giá nhưng không nghĩ đến cái ngưỡng của nhà đầu tư, người ta coi như là đầu tư. Và cũng quả thật mà nói là câu chuyện của Phương Triều không phải là chỉ có một Phương Triều mà trên toàn địa bàn thành phố Bảo Khê, Lam Sơn rồi Liên Phương giá đất đều lên cao như thế cả. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá đất tại thành phố Hưng Yên nóng lên trong thời gian gần đây. Trong đó có nguyên nhân giá vàng cao, lãi suất thấp nên nhu cầu đầu tư vào bất động sản được quan tâm nhiều hơn. Thành phố Hưng Yên cũng được đánh giá là địa bàn nhiều tiềm năng phát triển. Bên cạnh đó, nguồn cung đất nền dự báo sẽ ngày càng khan hiếm khi luật kinh doanh bất động sản mới cấm phân lô bán nền tại 105 thành phố và thị xã trên cả nước. Trong đó có thành phố Hưng Yên. Tuy nhiên không loại trừ có cả nguyên nhân các nhóm đầu cơ đẩy giá thổi giá đất. Người mua và các nhà đầu tư bất động sản cần tỉnh táo, lựa chọn cho phù hợp với khả năng tài chính và pháp lý để đảm bảo sự an toàn. Tuyệt đối không lao theo các cơn sốt, phong trào đám đông để tránh rủi ro. Có cái sự chênh lệch như thế thì vấn đề đằng sau đấy là cái việc coi như là trước đây nhà đầu tư đã đầu tư. Nhưng bây giờ muốn đẩy giá lên cao hơn thì nhà đầu tư coi như là mới tiếp tục coi như là để bỏ cái giá như vậy. Và chấp nhận có thể là rủi ro. Nhà đầu tư mà đi theo cảm xúc mà không đi học có kiến thức thì người ta sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc ấy, thì sẽ bị giao lưu đám đông, sẽ gây một hiện tượng là bão thông tin, nó loạn thông tin và không biết đâu là thông tin chính xác để mà đầu tư là rất rủi ro. Việc giá đất sốt nóng được nhận định là ảnh hưởng không tốt đến thị trường bất động sản của Hưng Yên, ảnh hưởng đến việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng, mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, người dân có nhu cầu thật về đất ở trên địa bàn thành phố rất khó tiếp cận để mua được đất. Muốn mua lắm, mua vì bởi vì đất của xã mình là đất liền quê hương mình, muốn là mua để ở chứ không phải là buôn bán gì. Nhưng sang đến năm nay nó phải gấp rưỡi gấp đôi ý, nên là cao quá nên là không mua được. Nếu mà so với năm ngoái ấy, thì giá đất bây giờ nó tăng, ví dụ như chỗ ở hiện tại của mình ấy, thì là tăng lên gần gấp đôi đấy. Hai vợ chồng mình là cũng tính mua đất từ rất lâu rồi, nhưng mà với cái giá đất mà hiện tại ấy, thì là không biết là bao giờ là mình mới có thể có đủ điều kiện để mà mình mua.